Câu số 1 nào. À, cho 3,6 gam FeO. 3,6 ôi máy tính xịn rồi. Máy tính xịn. Hôm nay không có máy tính xịn, hôm nay có máy tính lợm mà. Còn máy tính lợm rồi. À, cho 3,6 gam FeO này. Chúng ta tìm được số mol FeO nhỉ. FeO xem số mol bằng bao nhiêu các cháu nhỉ? 3,6 chia 72. 3,6 chia 72 bằng 0,05 mol đúng không? 0,05 mol. Đấy, 0,05 mol. Tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl. Thì mình thu được giá trị của A là FeCl2 cộng với lại H2O đúng không? Thế thì anh này là hai gì? Vậy thì đây là 0,05 thì 0,05 nhân 2 thì bằng 0,1. Vậy amon HCl là 0,1, đáp án đúng là đáp án A các cháu nhỉ? Thế sẽ ọt mà. Dễ hơn húp cháo đúng không? Đấy, nào chúng ta sang câu tiếp nhé. Câu số 2 nào. Chúng mình chữa đại quá nhanh quá không các cháu ơi. Câu số 2. Kim loại nào sau đây vừa phản ứng được với dung dịch HCl, vừa phản ứng được với dung dịch NaOH? Câu này rất là hay luôn. Câu này rất là hay thi các cháu ạ. Câu này rất là hay thi luôn. À, kim loại nào sau đây vừa phản ứng được với dung dịch HCl mà vừa phản ứng được dung dịch NaOH? Đây cháu lưu ý nhá. Thằng sắt này thì tác dụng HCl chứ không tác dụng NaOH, toang sắt. Thằng đồng thì chẳng tác dụng HCl cũng chẳng tác dụng NaOH, toang đồng. Bạc cũng chẳng tác dụng HCl chẳng tác dụng NaOH, toang bạc. Vậy chỉ có nhôm thôi ạ. Đúng không ạ? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B bò các cháu nhá. Đây là nhìn này. Chúng mình viết phương trình cho các cháu nhìn. Nhôm cộng với HCl thì tạo thành Al Cl3 cộng H2 đúng không? Còn nhôm mà tác dụng với NaOH, cái phương trình này nhiều cháu bị chết này. Thì tạo thành gì ạ? Thì tạo thành Na Al O2 cộng với lại H2. Ok ngon chưa các cháu? Ngon chưa? Câu số 3. Câu số 3. Hai dung dịch nào sau đây đều tác dụng được với kim loại sắt? Đấy, tác dụng với kim loại sắt. Hai dung dịch nhé. Hai dung dịch ạ. CuS4 tác dụng với sắt không ạ? Đây mình có viết phương trình luôn. CuS số 4 mà cộng với lại Fe thì nó tạo thành là FeSO4 cộng với lại Cu một phương trình. H2SO4 mà cộng với lại Fe thì tạo thành FeSO4 cộng với lại H2. Vậy thì cả hai dung dịch đều tác dụng đối với kim loại sắt đúng không? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. À, ok. Câu số 4. Kim loại nào sau đây có tính oxy hóa mạnh nhất? Kim loại nào sau đây có tính oxy hóa mạnh nhất ạ? Tính oxy hóa mạnh nhất. Thế thì kim loại có tính oxy hóa mạnh nhất thì chúng ta đọc thế ạ. Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa hàng Á Phi Âu ạ? Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa hàng Á Phi Âu? Vậy ở đây mình có thằng nữ cuối cùng là thằng Á đúng không? Khi nào ba cần mua Á, vậy là thằng có tính oxy hóa mạnh nhất là thằng Á. Gì? D các cháu ạ. Ok. Câu số 5. Câu số 5. Hiện tượng hiệu ứng nhà kính làm nhiệt độ trái đất nóng lên, làm biến đổi khí hậu gây hạn hán lũ lụt. Tác nhân chủ yếu của hiệu ứng nhà kính là sự tăng nồng độ trong khí quyển của chất nào sau đây? Thì các cháu chú ý rằng cái việc mà sự tăng khí hậu nhà sự trái đất nóng lên ấy nó là muôn thuở rồi, năm nào cũng vậy. Thế nên năm nào cũng có khả năng ra nhá. Vậy nó là nó tăng nồng độ trong khí quyển, khí gây hiệu ứng nhà kính của chúng ta là khí CO2. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B các cháu nhé. Câu số 6. Tơ nào sau đây được sản xuất từ cellulose? Tơ nào sau đây được sản xuất từ cellulose? Thế thì mình có tơ nitron là được trùng hợp từ vinyl cyanua CHCN. Tơ capron là đi từ epsilon omega epsilon amino caproic. Nilon 6,6 là đi từ axit adipic và hexametylendiamin. Chỉ có tơ visco thôi ạ. Tơ visco là đi từ cellulose. Tơ visco là đi từ cellulose tác dụng với lại dung dịch CS2. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C các cháu nhé. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Mình sang câu số 7 nào. Dung dịch Na2CO3 tác dụng được với dung dịch nào sau đây ạ? Dung dịch Na2CO3 tác dụng với dung dịch nào sau đây ạ? Chúng ta đầu tiên phải để ý là dung dịch Na2CO3 này của chúng ta là có môi trường kiềm nhá. Thì kiềm thì không tác dụng với Na2S4. Kiềm không tác dụng với KNO3. Kiềm không tác dụng với KOH. Vậy kiềm chỉ có tác dụng với CaCl2 thôi ạ. Chúng ta có phương trình là Na2CO3 cộng với lại CaCl2 thì mình tạo thành CaCO3 cộng với lại NaCl. Ok. Vậy là tạo thành kết tủa đúng không? Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Ôi giời, ôi. Vất vả quá đi. À. Khó quá cháu.
Khó hay dễ ạ? Hello. Hai 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 trời ơi. Ok. U số 8. Để tráng một lớp bạc lên ruột phích thì người ta cho chất X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong N3 nung nóng. Vậy chất X của chúng ta là gì ạ? Chất X chúng ta để mà tráng bạc ạ? Tráng bạc thì chúng ta chỉ có thể là glucose. Đúng chưa? Được chưa? Này, tráng bạc trong ruột phích ạ, thì nó phải an toàn ạ. Đúng chưa? Vậy thì đáp án đúng của chúng ta là đáp án B bỏ. Đáp án đúng là đáp án B bỏ. Câu số 9. Câu số 9. Số liên kết peptide trong phân tử ala gly. Thế liên kết peptide thì đơn giản, liên kết peptide là liên kết được hình thành giữa hai gốc alpha amino acid với nhau. Một gốc ạ, hai gốc ạ, ba gốc ạ. Vậy mình có là ba gốc. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án B bỏ câu số 10. Ok, mình sang câu. Chất nào sau đây không phản ứng với hydro? Chất nào sau đây mà không phản ứng được với hydro? Mình có nha. Glucose cộng hydro tạo thành sorbitol. Triolin có nodo CC tác dụng với hydro. Vinylacetat có nodo CC cũng tác dụng với hydro. Vậy ở đây chỉ có tripalmitin là không. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Dung dịch K2CR2O7 có màu gì? Thì câu này là sẽ không có trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020. Dung dịch K2CR2O7 chúng ta thì có màu màu gì ạ? 4 vàng mua 7 cam ạ. Nó phải là màu da cam ạ. Đáp án đúng là đáp án A. Câu 12. Nhiệt phân FeOH2 lần trong không khí đến khối lượng không đổi ạ. Chúng ta lưu ý nhé. FeOH2 lần. FeOH2 lần mà nhiệt phân trong không khí thì mình thu được Fe2O3 cộng với lại H2O đến khối lượng không đổi ạ. Vậy thì mình chắc chắn mình thu được Fe2O3. Đáp án đúng là đáp án C. Câu 13. 13 một câu cực kỳ hay ạ. 13 chúng mình có một skill cực kỳ kinh khủng cho các cháu ạ. Cháu chú ý nhá, các cháu chú ý nhá, nhìn kỹ này. Không quan tâm là natri hay kali tác dụng với nước. Không quan tâm luôn. Có một cái chiêu này của chú Binh dành cho các cháu đấy ạ. Hai lần số mol H2 thì luôn bằng số mol H cộng. Cứ nhớ cái chiêu này là xong ạ. Hai lần số mol H2 bằng số mol H cộng ạ. Skill bá đạo luôn ạ. Vậy mình có số mol H2 bằng 0,672 chia 2,4 thì bằng 0,03. 2 nhân với 0,03 thì bằng số mol H cộng. Bằng số mol H cộng. Vậy hoàn toàn mình tìm được số mol H cộng bằng 0,06 mol. Số mol H cộng của mình bằng 0,06 mol và đề bài bảo chúng ta là thể tích dung dịch HCl để trung hòa X. Đúng chưa? Vậy đây là H cộng phản ứng với H2 vì số mol H cộng cũng chính bằng số mol OH trừ sinh ra. Vậy ở đây cũng chính bằng là 0,06. Vậy đến đây mình tìm được thể tích, mình lấy 0,06 chia cho 0,1. 0,06 mà chia cho 0,1 thì bằng 0,6 ạ. 0,6, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C các cháu nha. Ok, các cháu hiểu bài không nhở? Cháu hiểu bài không ạ? Mình sang câu tiếp theo ạ. Câu số 14 ạ. Câu tiếp theo, câu số 14 ạ. Dẫn khí CO dư đi qua hỗn hợp gồm CO dư đi qua hỗn hợp gồm MgO, CuO, Al2O3, FeO. Ôi rồi, ôi giời. Ơi, nào, đun nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được hỗn hợp chất rắn Y. Phản ứng xảy ra hoàn toàn nhá. CO thì chỉ khử các oxit của kim loại đứng sau. Nhôm thôi ạ, vậy là MgO giữ nguyên ạ. CuO thì biến thành Cu, Al2O3 giữ nguyên. FeO thì biến thành Fe. Vậy đề bài hỏi chúng ta là thu được hỗn hợp chất rắn Y và số kim loại nằm ở trong Y là số kim loại nằm ở trong Y các cháu nhá. Vậy chúng ta đếm nào. Một đồng, hai sắt. Vậy chúng ta chỉ có mấy thôi ạ? Hai kim loại thôi ạ. Hai kim loại, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D các cháu nhá. Đáp án đúng đáp án D các cháu nhá. Dễ không ạ? Quá dễ dàng. Đúng không ạ? Đấy, các cháu đấy không? Học dễ lắm. Hóa học dễ hơn. Nào.
Nào, có câu 15. Câu 15. Nhỏ vài giọt nước brom. Nhỏ vài giọt nước brom ạ. Nhỏ vài giọt nước brom vào ống nghiệm chứa anilin. Hiện tượng quan sát được là, thế thì brom và anilin, thì anilin là C6H5NH2 cộng với lại brom thì mình thu được là C6H2NH2 BR3. Cháu này là cộng với lại 3HBr. Cháu này là kết tủa màu trắng ạ. Cháu này là có kết tủa màu trắng. Ok, vậy thì đáp án đúng của chúng ta là đáp án B bò các cháu nhá. B bò. Ta sang câu tiếp theo ạ, câu số 16 ạ. Trong phòng thí nghiệm, khí X được điều chế và thu vào bình tam giác. Trong phòng thí nghiệm, khí X được điều chế và thu vào bình tam giác. Các cháu chú ý nhá. Cực kỳ chú ý cho chúng mình nhá, khí X thu vào bình tam giác này bằng cách đẩy nước ạ. Vậy chắc chắn X chúng ta phải không tan trong nước ạ. Không tan trong nước. Vậy ở đây chúng ta có này, ta có này SO2 tan trong nước toang. CH5NH2 là amin tan trong nước toang. NH3 tan trong nước toang. Ok, vậy thì đáp án của chúng ta chỉ có thể là đáp án A mà thôi. Trời ơi, C. Ọt. Câu số 17 ạ. Câu số 17 nào. Câu số 17. Câu số 17 nào. Cho các chất sau, số chất bị thủy phân trong môi trường kiềm ạ. Số chất bị thủy phân trong môi trường kiềm. Ethyl format là ST. ST thì chắc chắn là thủy phân trong môi trường kiềm. Anilin không? Glucose không? Gliala có. Đúng chưa? Vậy mình có 1, 2 cháu. Ok. Hai cháu về đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Ok. Nào 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 nào. Câu số 18. Câu số 18. Phát biểu nào sau đây là đúng ạ? Phát biểu nào sau đây là đúng ạ? Phân tử sen được cấu tạo từ các gốc fructose toang ạ. Phân tử sen được cấu tạo các gốc beta glucose. Fructose không có phản ứng trắng bạc toang ạ. Trong môi trường kiềm, fructose chuyển thành glu và có trắng bạc ạ. Amylopectin có cấu trúc mạch phân nhánh, đúng ạ. Vậy đúng của chúng ta là đáp án gì ạ? Đáp án C. Còn saccharose thì không tham gia phản ứng thủy phân nhá. Ok. Nào nào, tiếp nào, tiếp nào. Câu số 19. Câu số 19. Cho 11,9. À hello. Chào tất cả các cháu. Các cháu đang câu số 19. Cho 11,9 gram. 11,9 gram hỗn hợp gồm kẽm này, nhôm này, phản ứng vừa đủ với H2SO4 loãng, thu được m gam muối trung hòa, muối cộng với lại hydro, chúng ta tìm được số mol hydro bằng 8,96 chia cho 2,4 thì bằng 0,4 mol. Đề bài hỏi m muối. Ủa, lại có một công thức cực kỳ kinh điển của chú Vinh Biolin ở đây dành cho các cháu. Chúng ta có m muối sulfat ạ. M muối sulfat thì bằng m kim loại cộng với lại m gì ạ? M gốc SO4. Hello. 2 trừ. Ok. Nào, khẩn trương nào các cháu hãy comment đáp án cho mình xem nào. Nào, vậy ở đây mình có này m kim loại là 11,9 cộng với gốc SO4 đài chính bằng số mol của H2 nhá, chúng mình dạy cho các cháu chiều nhá, bằng số mol của H2 là 0,4 này nhân với lại gốc SO4 là bao nhiêu? 32 cộng 16 nhân 4 là bằng 9,6. Vậy hoàn toàn đây mình có bằng 11,9, 11,9 cộng với 0,4 nhân với lại 96 bằng 50,3. 50,3. Vậy đáp án đúng là đáp án C các cháu nhá. Đáp án đúng đây là đáp án C. Nào. Xà phòng hóa hoàn toàn 178 kg tristearin C17H35 COO tất cả 3 lần C3H5. Nào. Mình có này. 178. 178. Nào. 178 gram tristearin, chúng ta tìm được số mol. Cái này thuộc các cháu nhá. Cái này phải thuộc ạ. À, thuộc được và không thì bấm máy tính được nhỉ. 178 chia 890 bằng nào. 0,2 mol. 0,2 mol. Ok. Vào dung dịch cao hát thì thu được m gam kali stearat C17H35 COO diện K. Anh này là 3 thì thằng này là 3. Vậy số mol ạ, 0,02, vậy nhân 3 bằng 0,06. 0,06, vậy là ngay lập tức chúng ta có cái gì ạ? Ngay lập tức chúng ta có khối lượng của muối luôn.
Ok, khối lượng muối luôn. Không, chỗ này là vừa nãy mình bấm là 0,2 nhân le bằng 0,6. Đây, chú hay bị mắt le thế. Nào, 0,6 nhân với mở ngoặc đơn này, 12 nhân 17 cộng 35 cộng 44 cộng 39 bằng 193,2 gram. 193,2 gram. Ok, 193,2 gram. Đáp án đúng là đáp án D, 193,2. Đấy, dễ ổn. Ngon lành cành đào luôn. He. Nào, tiếp tục nào. Mình sang câu số 21. Nào, mình sang câu số 21 ở các cháu nào. Đấy, các cháu comment nhá. Câu 21, đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức nhá. Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X bằng oxy ạ. Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X bằng oxy CX HIN bằng oxy ạ. Đây, cộng với oxy thì mình thu được số mol nitơ bằng 1,12 chia 2,4. 1,12 chia 2,4 bao nhiêu ạ? Cái này chú Binh học dốt toán đấy cháu ạ. Chia 2,4 bằng 0,05 mol. 0,05 mol. Bây giờ tác dụng với lại CO2, tác dụng với lại CO2, 8,96 chia 2,4 thì bằng 0,4 mol. Ok, và số mol nước ạ. Số mol nước làm phải cẩn thận nhá. Số mol nước bằng 8,1 chia 18, 8,1 chia 18 bằng 0,45 mol. 0,45 mol. Hoàn toàn tới đây thì chúng ta sẽ có gì ạ? Chúng ta bảo toàn nguyên tử nguyên tố nitơ 0,05 nhân 2 thì bằng 0,1 0,1. Vậy thì hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số nguyên tử carbon. Số nguyên tử carbon bằng 0,4. 0,4 chia cho nào. 0,4 chia cho là 0,1. Được chưa? Bằng 4. Vậy suy ra cháu nó là C4. Được chưa? C4 nhá, xem H mấy nhá. Số H thì bằng 2 lần số mol nước 2 nhân với 0,45 chia cho số mol cháy 0,1 bằng 2 nhân 0,45 bằng 0,9, 0,9 chứ 0,1 bằng 9. C4H9N. Ngon lành cành đào luôn. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án cờ các cháu nhé. Đáp án đúng chúng ta là đáp án cờ. Đấy, làm dễ lắm ạ. Học quá dễ ẩn ợt. Dễ gần bằng húp cháo của người yêu cũ ạ. Đùa, húp cháo người yêu mới. Nào câu 22 ạ. Câu 22. Đốt cháy hoàn toàn một lượng este x no đơn trước mạch hở. Một lượng este x no đơn trước mạch hở. Vừa nãy này. Đốt cháy hoàn toàn một lượng este x no đơn trước mạch hở. Sx no đơn trước mạch hở, công thức tổng quát. Công thức tổng quát. CN H2N O2. Cân dung vừa đủ amon oxy ạ. Cân dung vừa đủ amon oxy. Thu được CO2 cộng với nước. Amon nước chúng ta thấy rằng là este của chúng ta là no đơn trước mạch hở. Được chưa? Vậy chắc chắn mình thu được số mol của CO2. Được chưa? Chúng ta thu được số mol của CO2 chính bằng số mol nước là amon mà lại amon oxy nữa. Vậy thì hoàn toàn tới đây chúng ta đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy. Bảo toàn oxy. Vậy mình có này. Mình có nha, hai lần số mol este. Hai lần số mol este. Cộng với lại hai lần số mol O2 bằng hai lần số mol CO2 cộng với lại số mol nước. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số mol este, đúng không ạ? Mình có này, A nhân 1 cộng 2A thì là bằng 3A, trừ 2A thì còn A, chia 2 bằng 0,5A. 0,5A. 0,5A, vậy hoàn toàn chúng ta tìm được gì ạ? Chúng ta tìm được số nguyên tử carbon. Số nguyên tử carbon chính bằng A chia 0,5A. A chia 0,5A thì bằng 1 chia 0,5 bằng 2. Vậy số nguyên tử carbon bằng 2. Carbon bằng 2 ạ. Các cháu ạ, carbon bằng 2. Vậy thì điều này chứng tỏ một điều rằng este chúng ta là gì ạ? C2H4O2. C2H4O2. C2H4O2 thì chỉ có một este duy nhất thôi ạ. HCOO CH3, đây là este duy nhất. Cho 0,1 mol STX tác dụng vừa đủ với lại cao H thì mình thu được HCOOK. Được chưa? Số mol là 0,1, vậy cháu này cũng là 0,1 ạ. Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta tìm được mg muối. Muối là HCOOK. Tìm được m luôn. 0,1 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng với COO là 44 cộng với 39 bằng 8,4 gam ạ. 8,4 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta 8,4 gam ạ. 0,1 mol x một lượng este no đơn trước mạch hở. 0,1 mol x giá trị của m thu được dung dịch chứa m gam muối
8,4, đúng rồi, đáp án đúng của chúng ta là đáp án cờ hó. Đáp án đúng, đáp án cờ hó. Ok, các cháu. 13. Phương trình hóa học nào sau đây là sai ạ? Fe2NO3 cộng với H2O3 tạo thành FeNO3 3 lần, đúng. Nhưng mà nó có sinh được khí NO2 không các cháu ạ? Làm sao mà sinh được khí NO2 được, đúng không các cháu? Chứ các cháu biết tại sao không ạ? Tại vì thằng này là mắc số oxy hóa rồi, dương 3. Thằng này là dương 3 nữa. Thì làm sao mà tác dụng với nhau được? Làm sao mà lên được NO2 ạ? Làm gì có chất khử ạ? Vậy phương trình sai là A, các cháu nhá. Phương trình sai của chúng ta là A. Ok. Câu 24. Câu 24. Khử hoàn toàn. Nào, khử hoàn toàn 6,4 gam hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3. Khử hoàn toàn 6,4 gam hỗn hợp gồm CuO này, Fe2O3 này bằng khí hiro này. Thu được m gam hỗn hợp kim loại là Cu này, Fe này cộng với lại H2O. Chúng ta tìm được số mol H2O bằng bao nhiêu ạ? 1,98 chia cho 18 bằng 0,11 mol. 0,11. Đề bài hỏi chúng ta là giá trị của m gì? Ôi à, dễ thế này mà không làm được nữa thì thôi các cháu ạ, về nhà đi ra cây chuối, tước cái sợi dây chuối to nhất, vắt lên cái ngọn chuối cứng nhất, thắt cổ tự tử ạ. Ở đây chúng mình có bảo toàn hydro, anh này là 0,11, vậy hoàn toàn ở đây chúng mình được bảo toàn khối lượng các cháu nhá. Bảo toàn khối lượng ta có này, 6,4 cộng với lại 0,11, 6,4 cộng với lại 0,11 nhân với 2 bằng m cộng với lại 0,11 nhân 18. Ok, 6,4 cộng với 0,11 nhân 2 cộng với m cộng với 0,11 nhân với lại 18, hoàn toàn đấy, để chúng ta tìm khối lượng luôn. 6,4 cộng với 0,11 nhân 2 trừ đi 0,11 nhân 18, mình tìm được m bằng 4,64 gam ạ. 4,64 gam, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Ok. Nào. Tiến hành thí nghiệm sau, số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxy hóa khử là. Đề bài yêu cầu. Nào. Đề bài yêu cầu số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxy hóa khử là đốt dây magie trong không khí. Đốt dây magie trong không khí thì chúng ta có là magie cộng với lại oxy để tạo thành MgO, có sự thay đổi số xóa oxy hóa khử chặt. Sục khí clo vào FeSO4. Mình có Fe dương 2 cộng với lại Cl2 thì tạo thành Fe dương 3. Ui, ăn chặt tiếp, thay đổi số oxy hóa này. H2O4 là cái câu này rất nhiều cháu hay sai nhá. Rất rất nhiều cháu hay sai, nhìn kỹ này. Sắt dương 2, đây chúng mình có sắt dương 2 này, có NO3 trừ này, có H cộng này. Vậy là có phản ứng oxy hóa khử xảy ra bởi vì ở đây có H cộng, có NO3 trừ, có sắt 2 cộng để lên sắt 3 cộng các cháu nhá. C có oxy hóa khử luôn. Brom vào NaLO2 và NaOH, xin thưa với các cháu ạ. Thằng này muốn oxy hóa khử lắm. Thằng này tính oxy hóa nhưng chẳng có thằng nào có tính khử cả nên không xảy ra phản ứng ạ. Sục khí không xảy ra phản ứng xóa khử. Sục CO2 vào CaOH 2 lần cũng vậy ạ, không xảy ra phản ứng xóa khử. Chỉ tạo thành gì ạ? CaCO3 cộng với H2O thì lấy đâu ra oxy hóa khử ạ? Toang tiếp ạ. Đun sôi dung dịch NaCaHCO3 2 lần để tạo thành CaCO3 cộng với lại CO2 cộng với H2O cũng không có luôn ạ. Vậy thì hoàn toàn đấy chúng ta có một cháu, hai cháu, ba cháu. Ba cháu, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án à, ba cháu. Ngon lành cành đào luôn ạ. Ngon chặt luôn ạ. Ok. Thỏa mãn các tính chất sau ạ. X tác dụng với Y tạo thành kết tủa. Kèo khó phết. Thằng này tác dụng thằng này kết tủa thật. Ôi, thế này với cái một cái kỹ năng làm cái câu này chúng mình hay làm ngược từ dưới lên cho cháu. X tác dụng với Z có khí thoát ra. Ôi, chết, thằng này tác dụng thằng này có khí này. Thằng này tác dụng thằng này không có khí, toang. Thằng này tác dụng thằng này không có khí, toang. Tác dụng nhau có khí ạ. Y tác dụng với Z có kết tủa. Thằng này cộng thằng này có kết tủa. Thằng này cộng thằng này không có kết tủa. Ngon. Đáp án đúng đáp án A. 26A các cháu nhé. Ok. Eo ơi, câu 27 khó thế. Eo ơi, câu 27 khó thế nhỉ. 27 nào. STX có mạch khở, có công thức phân tử C4H6O2 ạ. Đun nóng Aonic trong dung dịch NaOH vừa đủ. Đây, thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với lượng dung dịch AgNO3 trong NaOH 3 thu được 4 Aon bạc. Đấy, nhìn kỹ nhé, nhìn kỹ cho chúng mình giải nhé. Ví dụ như cháu A này này,
thì HCOO, HCOO, CH nối đôi, CH, CH3. Được chưa? Đun nóng amon. Được chưa? Tác dụng với lại NaOH thì mình thu được gì ạ? HCONA, HCOONA cộng với, nhìn nhá, cháu này này, OH đính vào carbon chứa đôi đôi, không yêu được nhau mà anh em, tức chuyển thành sản phẩm C2H5CHO. Thế thì ngon. Thế thì ngon. Cháu này là A thì cháu này là A này, thì cháu này là A này. Được chưa? Thế thì cháu này mà tráng bạc thì cho mình 2A mon bạc. Cháu này là chó tráng bạc cũng cho mình 2A mon bạc. Về tổng cộng mình tìm được 4A mon bạc, thỏa mãn điều kiện đề bài ạ. 4A mon bạc ạ. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Ngon lành cành đào luôn. Hút chặt. Hút chặt luôn. Ẹp. 28 khó nhỉ. Thế các cháu 28 khó, đánh dấu để lại. Đánh dấu để lại. Nếu làm được 8 điểm bỏ 28 đi. Nếu chưa làm được 8 quay lại 28 giải sau. Ok. 29 à? Kết quả thí nghiệm của các dung dịch XYZT với các thuốc thử được ghi ở bảng sau ạ. X quỳ tím chuyển đỏ, glucose toang, glucose đố là một quỳ tím chuyển đỏ đấy ạ. Về cho quỳ tím vào đường xem chuyển đỏ được không ạ? Không đúng không? Y AgNO3 cùng N3 kết tổ bạc, glucose kết tổ bạc, hồ tinh bột không ạ? Hồ tinh bột làm sao kết tổ bạc được? Vứt glucose có. Z iốt màu xanh tím, hồ tinh bột vào iốt màu xanh tím đúng. Iốt là thuốc thử đặc trưng để nhận biết hồ tinh bột các cháu nhé. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ câu 30. Đấy, các cháu hay sợ mấy cái kiểu câu này cái gì? Có chú Bình chống toang hết. Trong một phân tử toluene có 3 liên kết pi. Sai. C17H33COO, riêng C17H33 1 pi CC. CO 1 pi CC nữa mà thằng này là tất cả 3 lần là 6 pi CO, 6 pi CC. C3H5 6 pi mới đúng ạ. Toang à. Hydro hóa hoàn toàn chất béo lỏng, xúc tác đi ken nhiệt độ thu được chất béo rắn. Đúng. Cellulose trinitrat được dùng làm thuốc súng không khói. Đúng tiếp. Polymethyl mesh agrate được dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ. Đúng chặt. Ở điều kiện thường, ethylamine là chất khí tan nhiều trong nước, y xì như NH3. À, đúng củn. Thủy phân sacrose chỉ thu được glu. Sai. Thu được gì nữa? Và rút nữa. Câu này mà sai thì đâm đầu vào gối và tự tử nhá. Vậy ở đây mình có B, C, D, E, 4 phát biểu đúng ạ. 4 phát biểu đúng, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Câu 31. Câu 33. Thủy phân không hoàn toàn tetrapeptide. Yêu câu này kỹ năng làm cực kỳ dễ luôn. Các cháu chú ý nhá, kỳ thi Trung học thông quốc gia rất có nhiều câu về peptide như thế này. Tetrapeptide X mạch hở, hỗn hợp sản phẩm gồm gly đứng trước ala, các cháu nhìn nhá. Gly đứng trước ala này, gly đứng trước ala, gly đứng trước ala. Gly đứng trước ala, đúng chưa? Thằng này không có gly đứng trước ala, loại B luôn. Phê đứng trước va, phê là phải đứng trước va rồi, đúng chưa? V phê đứng trước va, để va đứng trước phê, vớt va đối với phê, cái này ngược với ngoài đời ạ. Phê đứng trước va. Đây. Phê có đứng trước va không ạ? Phê phải đứng trước va, phải cháu này thỏa mãn phê đứng trước va. Vậy cuối cùng chỉ còn là ala đứng trước phê, anh đứng trước phê. Được chưa? Thỏa mãn vậy đáp án đúng chúng ta nó phải là đáp án D nhá, đáp án đúng chúng ta đáp án D. Ok. Dễ không các cháu? Dễ ẩn ợt nhá. Đấy. Bài tư đánh dấu để lại. Nào. Nào nào. 35. 35 xem nào. Tiến hành các thí nghiệm sau. Cho đồng vào dung dịch FeCl3 dư. Cho đồng vào dung dịch FeCl3 dư. Thì mình có là đồng tác dụng với lại sắt 3 cộng, đồng tác dụng với sắt 3 cộng để tạo thành đồng 2 cộng cộng với sắt 2 cộng. Không có kim loại tạo thành, đề bài yêu cầu có kim loại tạo thành. Toàn. Điện phân dung dịch AgNO3 điện cực trơ thì mình thu được bạc có kim loại tạo thành một cháu. Nung nóng hỗn hợp nhôm và FeO trong không khí, không có không khí, mình thu được Al2O3 cộng với lại Fe có kim loại. Đúng chặt. Bari vào CuS4, rất nhiều cháu chết câu này ạ, rất nhiều cháu nghĩ là bari để đồng ạ. Toang ạ, trong dung dịch có nước nhá. Đầu tiên là phản ứng thế này ạ, Ba cộng với nước để tạo thành BaOH hai lần
nhập chưa, cộng với lại hydro. Sau đó Ba-OH2 lần tác dụng với CuSO4 để tạo thành nào, tác dụng với lại CuSO4 để tạo thành BaSO4 cộng với lại CuOH2 lần. Kiếm đâu ra kim loại ạ? Không có đâu ạ, đừng có mơ ạ. Điện phân Al2O3 nóng chảy mình thu được nhôm cộng với lại oxy ạ. Ngon, có kim loại ngon luôn. 1 2 3, 3 thí nghiệm tạo thành kim loại.